Hàng Nhật 123 hôm nay xin gửi tới các bác một bộ bồn cầu của hãng Toto nội địa Nhật Bản. Đây là kết hợp của một bộ bồn cầu cơ có modem là CS230B và chiếc nắp cũng của Toto nội địa Nhật Bản với modem là TCS2212E. Đây chính là chiếc nắp điện tử. Nhìn qua thì bộ bồn cầu này được thiết kế khá là đơn giản, phù hợp với hầu hết tất cả các thiết kế nhà tắm. Và chất men sứ ở đây là chất men sứ cao cấp, chống bám bẩn rất là tốt. Đây chính là công nghệ chống bám bẩn, giúp vết bẩn không bám sâu vào được trong bồn cầu. Và những cái việc vệ sinh lau chùi của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần dùng khăn lau nhẹ là vết bẩn sẽ sạch sẽ và trả lại một hình dáng mới, đẹp, sạch sẽ cho bộ bồn cầu của chúng ta. Và với chế độ xả nước là 3 chế độ như thế này, rất là tiện ích và tiết kiệm nước. Đấy. Và bộ này thì phần xả xoáy như thế này ạ. Đây chính là phần xả xoáy theo kiểu xoắn ốc. Xả theo kiểu xoắn ốc giúp làm sạch bồn cầu hơn và không bị rêu cặn mốc bám vào đây ạ. Đấy. Lúc nào cũng sạch sẽ như mới. Và chiếc nắp điện tử này chính là chiếc nắp điện tử của modem TCS2212E. Đây. Với bảng điều khiển liền như thế này. Đấy, ngay bên cạnh tay phải với bảng điều khiển, nút bấm LED. Đấy. Đấy, nút bấm như thế này. Với nhiều chế độ rửa và chế độ sấy nóng ấm vành này, chế độ các chế độ rửa này, rồi là vệ sinh vòi và vệ sinh cho bồn cầu và khử mùi diệt khuẩn, rất là tiện ích, nhất là đối với người già này, trẻ em phụ nữ và trẻ em và phụ nữ. Đấy, rất là tiện ích. Đây là một sự kết hợp rất là ăn ý, hợp lý, rất là hợp lý cho cái bộ bồn cầu này. Nếu mà nhà ai mà chưa lắp cả bồn cầu và nắp thì chúng ta có thể lựa chọn nguyên một cái bộ như thế này để về sử dụng. Hoặc nếu nhà chúng ta đã có bồn cầu rồi thì chúng ta có thể tham khảo cái modem nắp TCS2212E của hàng Nhật 123. Và sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của hàng Nhật 123. Các bác có bất cứ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hoặc là cần đặt hàng thì gọi theo số hotline 0947 286 123 để đặt hàng. Và hẹn gặp lại các bác tại những video ở những sản phẩm tiếp theo.